Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử sổ số miền Nam hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Bến Tre 05, giải 8 Vũng Tàu 01, giải 8 Bạc Liêu 21 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử sổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Bến Tre 694, 613. Giải đặc biệt Vũng Tàu 842, 990. Giải đặc biệt Bạc Liêu 048, 145. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.